Hello cả nhà, cả nhà. Hello, em sẵn sàng rồi. Cái reel này là để quay tuna, ngừ đại dương. Bữa nay em đi quay cá đù. Bữa nay không phải cá ngừ đại dương nữa mà là cá đù. Cuộc hành trình của em nguyên ngày nay. Giờ này thì chuẩn bị đang ra ngoài câu. Nay 9 giờ tối rồi, giờ này câu nó mới lãng mạn, giờ này cá nó mới ra nè, chờ cá hẹn hò rồi mình mới bắt. Cái này câu câu trong mé thôi, em phải đi ra ngoài, nói mé chứ cũng hơi xa với bờ đó. Nhưng mà em nghĩ có cá bự đâu, cá nhỏ thôi chứ không có bự đâu. Không có bự. Giờ em phải ráp đồ nghề trước. Cái cần này hôm đó em nhớ bữa em giật cá ngừ đại dương sốt luôn, giật tới sốt luôn. Bên kia tối đi chơi đã không, vui không? Rồi chưa anh? Câu hàng không? Không thích thì cầm theo thôi. Cái thùng là sao ta? Em nhớ reel này rồi đó, đó quay nè, đó. Đeo kia không? Đeo cái trống không? Nó không trống, nó đau lắm. À khỏi. Yeah, giờ này em chuẩn bị ra cầu để đi câu nè, câu ban đêm. Ra cửa rồi. Câu ban đêm. Em hỏi anh đêm nay đi có đâu, anh bảo rằng anh đi giăng câu. Khách sạn mà ngái câu đó, có khách sạn nào ngái câu đó. Đâu nữa, lôi chết tổ luôn, thằng này lôi chết cha luôn. Không có ai bằng mình hết á. Khách dự nợ đi lên. Dự nợ chắc cái chỗ kia đi hồi xưa quá. Không có ai bằng mình hết. Đó, thế không khó. Quá hiểm luôn, quá ok luôn. Dạ, yeah, biển buổi tối. Bà con nhìn từ biển buổi tối đẹp không? Ta lội xuống ta câu luôn, khỏi cần qua cầu đó. Lớn 15 đồng, nhỏ là 16 đồng. Senior là 10 đồng, mấy người già là 10 đồng. Kế bên là mồi. Khớp bèo. Xê. Okay. Biết đập đổ 15 đồng. Đây nè, tay đẹp nè. Ok, biển buổi tối đẹp không anh em? Tả không? Tả không? Quá đẹp luôn.
Buổi tối như có cá vô á. Cá vô đây nè. Em nghĩ thấy buổi tối đứng ở đây mà câu cá nhìn vô trong đó em thấy nó hơi bị lãng mạn phải không? Nhất là cái tuổi hẹn hò nữa, còn gì nữa đâu phải con, còn gì nữa phải còn. Hết còn luôn. Lên trên đó ngồi uống cocktail nữa kìa, trên lầu 2 á. Trên đó có nhà hàng trên đó. Nhất định bữa nay phải câu được cá mập mới được. Ok, mình ra dài dài ra ngoài. Còn mấy anh kia đang lội dưới kìa. Mấy anh lội dưới đó câu làm sao có, đâu có dám lội ra xa nữa. Đang cần câu đó. Anh đang quay mà. Là có người tắm nữa. Giác này không nên tắm tại bằng đêm khó lắm, đâu ai quan sát được. Let's Lực lượng ra quân. Có người thì mới ra, còn có người đã câu quái chà đậu rồi. Em thấy hơi bị vui. Ướp. Pretty cool. Em đang đại lưỡi với mồi để em cột lên em liền xuống. Đây nguyên cái biển lớn rồi này nè. Nhưng mà thấy hình như người nhiều hơn cá, thành thử em không hy vọng là tối nay có nhiều. Kiểu như là không nghĩ là cá bự nó vô đâu. Cái bầu khí quyển ở đây rất là nhộn nhịp. Nếu mà cuối tuần ai về đây câu cá thì em nghĩ thấy nó có thật sự là thư giãn, như nó giải stress. Rồi sáng thức dậy mò mấy con cua nhỏ nhỏ nữa là
mát cái nữa. Mà em nghĩ có 3-4 tiếng chạy cũng được, không có 4 tiếng mà được hưởng thụ biển là được rồi, đâu thành vấn đề, là sướng rồi. Giờ em đang đợi mồi với lưỡi để em câu tối nay. Giờ giờ này mấy đứa nhỏ còn mấy giờ rồi? Ồ, mới 8 giờ, khoảng 10 giờ là người ta về hết á. Bây giờ người ta về hết thì khuya cá nó mới vô. Mà giờ không biết nước đang nước ròng, thành thử câu đây nó cũng hơi không có đó chứ mà. Ồ, dưới dây rồi, rồi tango. Tango, tango. À, em nhìn em biết không có cá rồi, tại cần nhiều hơn cá mà. Mấy ngày lễ này người ta ra người ta chơi, người ta cắm trại ngoài này, thành thử già trẻ bé lớn gì nhiều lắm, cần nhiều hơn cá đó, em bảo đảm luôn. Mới ra sông sau đây bà con mình em thấy câu được một con cá mập bự bằng bắp đùi em á, nhưng mà nó nuốt sâu quá, em không nghĩ là người ta lấy cái lưỡi ra được đâu, thành thử họ quyết định cắt ngang luôn. Em nói em muốn dính được cá mập mà em không có dính, người ta dính cái Có sự răng nó khó thấy ghê quá, nó nuốt sâu ghê lắm, wow, kéo hàm răng lên em nó thật sự không có, big thiệt là thận cá trọng, chứ mập để cái cá tay mập vô có là coi bự như luôn, là đời cô lụ cá xong mập luôn. con. Mấy anh chuyên nghiệp này chỉ có nó thấy hàm răng không, Cẩn thận đâu ai dám cắn thọt tay tay vô đó. được, cái này nó rất là nguy hiểm, nó mà ngậm lại một cái là coi như là đi bác sĩ không kịp luôn. Nhưng mà anh quay quyết định của cái hàm răng của nó nuốt sâu quá, thấy cái lưỡi nằm trong này có cái kìm mới được, Với đường cá mập nhỏ ghê quá, răng nó ghê quá. nhưng mà không có cái kìm dài, thấy cái lưỡi đó mà làm sao lấy ra được. Con này khá bự nha. Dính được một con cá mập Rồi bự. có cái kìm dài này mà còn không lấy được luôn, rốt cuộc cũng không gỡ ra được. Ồ, sốc sâu quá. Ừ, quyết định là cắt dây chứ không có bỏ nó luôn, tại mấy ảnh làm sợ lâu quá nó sẽ chết. Nhưng mà cuối cùng anh này ảnh không hiểu sao họ không ăn cá mập, chứ em câu được là em sắt nó rồi, con này nấu canh chua được. Chứ khi họ bắt nó lên họ sợ nếu mà để lâu quá nó sẽ chết, thành thử anh quyết định anh cắt con dây để thả nó về với mẹ đại dương. Let me see. Con này không biết sao anh kéo lên được cũng là hay thôi chứ. Chúc mừng câu được con cá mập. Ảnh chụp hình xong xuôi rồi ảnh thả lại cho xuống biển lại chứ anh không có bắt. Cool. Excuse Ảnh liền chứ bà em liền cho trong cái khu lợi của em là xong luôn. Chú cá may mắn. Khoan sắc đâu cho mình khoan à. Có dây sẵn không không? Cái loại nhỏ này hả? Cái nhỏ này được rồi. Nói đâu mà lỗ nhỏ này là được rồi, cỡ này được. Ở đây cá lồng tông không à. Ồ, có con cá mập nãy bự bằng bóp đùi luôn, tờ thả rồi chứ ai bắt, không biết tại sao thì thả. câu cả đội lên mà tôi á, cả đuổi lên mà tôi hàng thả. À, này đi câu giải trí thôi chứ muốn bắt cá ngừ đen với người đại dương phải đi tàu mười mấy tiếng. Lại một lưỡi nữa đứa có để rồi hả? Ừ. Có để rồi.
chừng này thôi á. Ừ, còn hàng lên cần nè. Lớn rồi hả? Cá mập nãy. Ủa dây này xài được không? Cá đâu có vô. Nó biết mà. Dạng như là thích là đi thôi phải không? Không cần biết em là ai hết. Hiểu chứ, nó thấy mình cười, người ta cười theo. Bởi vậy nè, sóc vô tay hả? Lâm môi nè. Câu cho tôi nó rung luôn mà. Giật lê lẹ mấy ông không giật. Lên móc giùm luôn cái lên nha. Ông kêu cả nên kêu. Hả? À. Ơi, phải mấy cái này nè. Mình phải chơi cái đây nè. Mất công nè. Ồ, để dùng khỏi chích cái tay mình chứ trời ơi. Mày mất công. Đó, thấy chưa? Mình cả này. Như cái tế vậy đó, ghê lắm á. Nha. Thằng mà nảy một cái là mày rồi, hết đứng trội thoát luôn à. Ra, đeo mắc cái chứ đây là mất. Ra. Đi cái này là biết trước rồi, đi chơi thôi cho vui chứ không hy vọng là có. Không có chắc em nhổ neo á. Em nhổ neo để em rời bến. Có được mấy cá đây nè, đây kia nè.